xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Qua phần 1, chúng ta đã được nghe Hòa Thượng Thích Viên Lý giảng dạy về hai điều đầu của Tam Năng. Vậy thì Diệu Nguyện có những câu hỏi gì để đặt cho thầy không? Lúc nãy thì Diệu Nguyện có nghe thầy nói là trong cuộc sống mình không nên buồn phiền quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tâm trí của mình, phải không? Nhưng mà Diệu Nguyện nghĩ là nếu mà trong cuộc sống mình không biết buồn đó thầy, thì làm sao mình biết vui là gì, và làm sao mình biết trân trọng những giây phút mà mình được an nhiên? Cảm ơn cô Diệu Nguyện, cái câu hỏi đó cũng rất là thú vị. Thì trên thực tế đó, bản thân của chúng tôi cũng cũng như là một số quý thầy, khi mà gặp những cái chướng duyên, nghịch cảnh, thì có những người nói ồ, thiệt là tội nghiệp cho thầy, thầy hết lòng để mà phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, mà rồi vẫn có những cái sự đánh phá, vẫn có những cái sự ganh tị, chỉ trích vân vân, tội nghiệp quá. Thì chúng tôi cười để trả lời một cách rất là thoải mái. Ở đời mà giống như mình ăn cơm phải có một chút ớt thì nó mới ngon, phải có chút tiêu nó thơm nó mới thú vị. Chứ còn nếu mà cuộc đời này, nếu người xưa bảo là ví phẳng đường đời bằng phẳng hết thì anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thì thử ra nó nói là nói vậy thôi, chứ còn trên thực chất thì ai cũng muốn sống với tất cả cái sự an lạc. Sự an lạc ở đây không phải là chỉ trong một cái giây phút nào đó, mà nó là một cái gì vĩnh cửu. Chẳng hạn như giờ một anh chàng mà anh nghiện xì ke ma túy, anh hút xong rồi thì sao? Anh thấy ồ rất là thú vị, phải không? Nhưng mà xong cái phút thú vị đó làm sao? Nó hành hạ cái thân xác trí óc, nó làm cho mục xương, nó làm cho cái trí tuệ mình bị tước đi, làm cho mắc vào những cái chứng bệnh thế này thế kia. Là sau cái đó là nó mệt mỏi, nó dữ dội, mà hết cái giả dội, mà hết cái thuốc ma túy rồi đó, nó nghiền mà không có tiền mua thiền sao, rồi nó hành hạ vô cùng, rồi có thể là đi cướp giật thế này kia, hoặc giả là phạm vào những cái điều mà luật pháp mà đã quy định rất là nguy hiểm. Bây giờ người ta uống vô một cái chai rượu cực mạnh, nồng độ rất là cao, ban đầu uống vô thấy ô ngon lắm, chén anh chén tôi cùng nhau mà uống mà như là hũ chìm thì xỉn thì sao, nó đau đầu chạy đâu nó té đó, nhiều khi ói mửa rồi có thể là rượu vô thì lò vào, phải không? Nói những cái điều làm cho phiền tối, bởi vì lúc đó lý trí không có mặt, cho nên cái chất men nó làm chủ, nó chủ động nói mình phải nói thế này thế kia, thì sao? Chúa họ vào thân. Mà khi mà nó ói mửa, khi mà nó mệt mỏi lái xe, có thể là gây ra tai nạn, hay giả là về nhà rồi thì sáng hôm sau không có dậy sớm để đi làm được. Thành cái vui gì trong cái đó, phải không? Vui trong chốc lát. Nhưng mà rồi có những cái mà họ mạo hiểm mà cuối cùng thì sao? Như chẳng hạn như là thích những cái trò chơi mà nó kêu là cái gì? Nó cảm giác mạnh hả? Lái những cái xe chạy lên trên núi rồi ủi xuống hả? Té xuống là coi như chết luôn, phải không? Có những cái cảm giác mạnh như thế, rồi chỉ vui trong một phút mà ân hận cả đời. Cho nên thật ra nếu là cái người trí thì họ chỉ chọn cái niềm vui vĩnh cửu, bất tận, chứ không ai mà muốn nếm thử cái nỗi buồn làm gì để cho cuộc đời nó có ý nghĩa. Cái đó là thì bây giờ ở trong một cái giới hạn nào đó của một đời người, mình không có được cái niềm vui như vậy, thôi buồn nó thôi cũng nếm một chút buồn cho nó vui mà ý nghĩa cuộc đời, chứ còn nếu mà vui không thì đâu có cái gì. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về giải thoát thì nó vượt lên cái từ gọi là vui hay là buồn. Nói về cảnh giới Niết Bàn thì nó không giới hạn ở trong một cái số từ ngữ vui hay là buồn nữa. Ở vì lúc đó ngôn ngữ trở thành vô nghĩa khi mà đối diện với chân lý.
Dạ thưa thầy, dự nguyện thắc mắc là những người tu hành như thầy thì có bao giờ buồn không thầy? Nói một cách rất là thật tình, phải không? Nếu mình ô thầy không có buồn cái gì, cái đó là mình nói dốc, phải không ạ? Và ngày kia đó thầy đến Canada thì tham dự buổi lễ rồi thuyết giảng ở hai cái ngôi chùa, một ở Vancouver và một ở Victoria, rồi đi thăm một vài ngôi chùa ở Vancouver, Canada, thì gặp một cái vị, họ nói rằng là cái người kia sao mà nổ quá, thì trên thế gian này cái gì cũng có thể đóng thuế hết, phải đóng thuế, nhưng mà chỉ có nổ, không phải đóng thuế cho nên nổ dữ quá. Nổ quá. Thì ví dụ như thầy nói ô thầy không có buồn, thì cái đó là giống như nổ rồi, nó dốc rồi. Cho nên mình là một cái người tu đang trên con đường hướng đến giải thoát giác ngộ, và trên một cái lộ trình tinh tấn để mà tu tập mà nhằm giải thoát giác ngộ. Khi mà đã giác ngộ giải thoát rồi thì không còn có những cái nỗi buồn nó chi phối nữa. Còn mình vẫn còn là một cái người đương tu thì thỉnh thoảng mình cũng buồn, chứ không phải là không buồn. Buồn về cái gì? Buồn về cái vận nước dân tộc của mình còn điêu linh, đất nước của mình còn phải đối diện với những cái hiểm họa diệt vong. Mình buồn về những người mà vô tội nhưng mà đã bị tước đi cái sinh mạng một cách rất là phi lý bởi những cái thế lực này hay là những cái chủ trương cực đoan khác. Mình buồn vì Phật pháp suy vi, lý do là ngày hôm nay cái số lượng người mà quyết tâm để tu tập đạt đạo cũng như là quyết chí dấn thân để mà phục vụ cho cái chân lý đó, không còn giống như là cái thờ chánh pháp. Mình cũng có những cái nỗi buồn man mác chứ, nhưng mà mình hiểu được mọi sự trên thế gian này đều là vô thường, biến dịch, không có một cái gì nó có thể ở một cái vị trí cố định hằng vĩnh, ngoại trừ là mình đã vượt lên trên cái cõi vô thường. Những cái pháp hữu vi này mình không còn nữa, mà mình an trú vào những cái pháp vô vi. Nhưng mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình có thể mình xua đuổi cái nỗi buồn đi rất là nhanh. Mình thấy bị buồn, mình nỗ lực để làm thế nào đóng góp cái khả năng của mình vào cái dòng chảy của lịch sử, giúp cho đất nước được tự do hơn, dân chủ hơn, thịnh vượng hơn. Mình làm thế nào để đóng góp cái khả năng của mình giúp cho Phật pháp được xuyển dương một cách sâu rộng. Còn nói là ô thầy không có cái gì buồn hết, nó có gì buồn, cái đó là mình nói. Nói gì? Nói dốc hay nói nổ, phải không? Yeah. Cái đó nó, chứ cũng có buồn chứ, phải không? Yeah. Yeah. Nhưng mà không để cho cái nỗi buồn nó gặm nhấm cái tâm thức của mình. Bởi vì cái đó, như khi nãy thầy có chia sẻ hai cô đó, cái nỗi buồn á, là một cái chất độc rất là nguy hiểm. Nó gặm nhấm cái sự an lạc, nó gặm nhấm cái sức khỏe của mình. Nó là một cái kẻ thù rất là nguy hiểm đối với sức khỏe và đối với tâm thần. Bởi vì buồn rầu mình phiền não rồi nó sẽ có những cái phản ứng bất lợi cho bản thân và bất lợi cho tha nhân. Vậy thì thưa thầy, điều thứ năm trong tam năng là gì thưa thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyễn. Điều thứ ba, phải không ạ? Điều thứ ba ở trong tam năng đó là ngài Nguyên Khuê đã nói rằng là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, tức là Đức Phật có khả năng độ vô lượng vô số chúng sinh. Hai cô biết vô lượng vô số là gì không? Là con số, cái số lượng mà mình không thể tính được, không thể đếm được, gọi là vô lượng vô số. Đức Phật có khả năng hóa độ vô lượng vô số chúng sinh ở trong mười phương thế giới, chứ không phải là chỉ có một cái cõi giới Ta Bà. Tuy nhiên ngài có những cái gọi là tam bất năng, có những cái gọi là tam năng và có cái gọi là tam bất năng. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng tam năng và tam bất năng này là cái suy nghĩ, cái quan điểm của thiền sư Nguyên Khuê ở thời nhà Đường. Thì nó tùy theo chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói rằng là Đức Phật không phải là chỉ có tam năng, mà ngài có thể tứ năng, có thể ngũ năng, có thể lục năng, có thể vạn năng. Nhưng mà
nó tùy theo cái nhìn của chúng ta để chúng ta có thể đưa ra những cái điều nhằm giải thích cho cái mà chúng ta cho rằng là năng lực của Đức Phật như thế này, như thế kia. Nếu chúng ta nói rằng là Đức Phật vạn năng thì chúng ta phải chỉ ra, chúng ta phải lý giải thật là rõ cái vạn năng của Đức Phật gồm có những gì và những gì, hay chỉ là thập năng gồm những cái gì và những gì. Đó là cái điều mà nó rất rất là quan trọng. Dạ, dạ thưa thầy, đó là tam năng của Đức Phật phải không thầy? Đúng vậy. Vậy thì ngoài những cái năng lực đó ra thì Đức Phật không còn năng lực nào khác nữa thầy? Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Tất nhiên là Đức Phật còn có rất nhiều cái năng lực khác chứ. Nhưng mà ở đây theo cái nhìn của thiền sư Nguyên Khuê thì ngài chỉ đưa ra ba cái năng lực của Đức Phật như vậy thôi. Nhưng mà với những người khác thì có thể Đức Phật có nhiều cái năng lực hơn là những cái điều mà đã được quy định trong tam năng. Thưa quý vị, vừa rồi là tam năng của Đức Phật đã được giảng giải bởi Hòa Thượng Thích Viên Lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cũng như xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin gửi về cho Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Xin hẹn gặp lại quý vị.